Nếu bạn yêu vẻ tinh khiết của hoa ban Tây Bắc thì dịp này không cần phải đi đâu xa, hãy đến Công viên Động vật Hoang dã tỉnh Ninh Bình hoặc một số điểm trên địa bàn tỉnh để thưởng thức vẻ đẹp của loài hoa này. Đây chính là thành công bước đầu của nhóm tác giả đã dành nhiều tâm huyết để đưa hoa ban về ươm mầm, nhân giống tại mảnh đất cố đô. Hoa ban là loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, nở rộ vào khoảng tháng 3 hàng năm và kéo dài từ 2 đến 3 tháng. Khí hậu nhiệt đới gió mùa hoặc cận nhiệt đới rất thích hợp để loài hoa này phát triển. Và đây cũng là một trong những lý do nhóm tác giả quyết định thực hiện đề tài khoa học, nghiên cứu tuyển dụng, đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển một số loài hoa ban tại Công viên Động vật Hoang dã Quốc gia tỉnh Ninh Bình. Trên cái cơ duyên này, anh em chúng tôi cũng có một lần lên Điện Biên. Với cái vẻ đẹp quyến rũ của loài hoa ban này cũng đã giúp cho chúng tôi lựa chọn lấy một cái loài cây gì phù hợp với lại Công viên Động vật Hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình, với mục đích là để sau này khi du khách đến thăm công viên, ngoài động vật ra thì người dân cũng không có điều kiện lên Điện Biên có thể thưởng thức hoa ban tại công viên này luôn. Thực hiện đề tài, nhóm tác giả đã thu thập 3 mẫu giống hoa ban tại 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, loại cây từ 3 đến 4 năm tuổi, mỗi loại 120 cây được trồng thành vườn nhân giống với quy mô 0,3 ha. Đây là những cây có nguồn gốc giống rõ ràng, sinh trưởng khỏe mạnh, không bị sâu bệnh. Những cây đạt tiêu chuẩn được cắt ghép hoặc lấy hạt để ươm gieo. Sau hơn 2 năm triển khai đề tài, đã ghép tạo ra hơn 6.000 cây hoa ban. Khi mà đã đưa về đây, chúng tôi đã làm thứ nhất là các kỹ thuật để trồng theo đúng thuyết minh đề tài đề ra, ví dụ như là đo bón phân này và trồng cây với khoảng cách 3 x 3 mét để ấy, và cây đã phát triển rất tốt. Màu sắc hoa thì nó đúng đối với những cây bố mẹ đã được lựa chọn thì là nó đảm bảo theo đúng cái ban đầu của thuyết minh, là đúng màu sắc theo thuyết minh đề tài đề ra với 3 mẫu giống là đỏ, phớt hồng và trắng. Đây là một trong những cái điểm mà sau này cũng thu hút rất nhiều khách du lịch thập phương đến tham quan động vật cũng như là thực vật. Vì thế cho nên là cái việc mà trồng 5 đến 10 hectare cái cây hoa ban tại Ban Quản lý Công viên Động vật Hoang dã rất là đẹp, để làm sao mà thu hút khách du lịch thập phương đến, không những mà thăm động vật mà những cái cây trồng ở đây nó sẽ làm cho du khách mến đất Ninh Bình hơn. Hiện nay chưa có cơ sở sản xuất giống và trồng cây hoa ban trên địa bàn tỉnh, trong khi nhu cầu trồng cây hoa ban khá lớn tại các khu du lịch, địa điểm cộng đồng. Vì vậy, thành công của đề tài là cơ sở để nhân rộng diện tích trồng hoa ban trên địa bàn tỉnh. Trong tương lai không xa, Ninh Bình sẽ được du khách biết đến là nơi có nhiều hoa ban để tham quan, chiêm ngưỡng mỗi độ xuân về.